xin gửi đến quý vị cùng gia quyến một năm mới được dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng và vạn sự cát tường như ý ạ. Vâng, và bài hát đầu tiên tôi xin gửi đến quý vị một sáng tác của Trịnh Lâm Ngân, bài hát mang tên Mùa Xuân Của Mẹ. Xin mời quý vị thưởng thức ạ. Thank you. Mẹ ơi, hoa